Chú cá voi tiến lại gần bên thuyền cá, như những chú quân con đến tìm người chơi và cho chúng ăn. Những người ngư dân trên thuyền vui mừng không xiết, mọi người đua nhau chào cá, xoa nhẹ lên đầu cá, như thể mạnh tay một chút sẽ làm cá bị thương. Những người ngư dân đang câu cá vừa nói với cá, đừng đến gần, vừa thảo luận xem là phải thu dọn cần câu như thế nào vì sợ cá bị mất phải cần câu. Chú cá voi dài khoảng 5 mét, nặng vài tấn, không ngừng ngoi lên từ mặt nước biển trong vắt tàu cá bồng chốc trở thành thuyền chuyên đi ngắm cá voi. Khu vực biển mà cá voi xuất hiện chính là vùng biển ở gần vịnh San Duyên, Đài Đông. Không chỉ ở Đài Đông, tại Hoa Liên, những du khách đi ngắm cá voi cũng đã may mắn được tiếp xúc cự liên gần với những chú cá nhà tán. Những chú cá nhà tán này dài khoảng 15 mét, như những chiếc tàu ngầm bơi dọc hai bên thuyền, khiến nhiều du khách reo họ hân hoan. Những ngày gần đây, người dân ở khu vực Hoa Liên liên tục bắt gặp hơn 10 cá nhà táng thường xuyên xuất hiện ở khu vực biển ngoài của Hoa Liên và đang ngày càng tiến sát lại gần bờ. Theo ông Vương Đăng Nghĩ, một người chuyên cho thuê thuyền chở khách đi ngắm cá voi cho hay có khoảng 17 con cá. Vì những ngày gần đây có hoàng lưu của bão nên chúng mới tiến sát gần bờ đến thế. Căn cứ theo kinh nghiệm của những người dân tại đây, thì loài cá voi để tránh bão nên mới xuất hiện tại khu vực biển gần của Lài Loan. Nên nhờ vậy, người dân mới có cơ hội được ngắm cá voi ở cự ly gần như vậy.